Bắt đầu. Vâng, chào bạn, tôi là bác sĩ Yên ở nha khoa Minh Châu và chúng tôi vừa thực hiện xong một ca tháo mặc cài trên một khách hàng làm 18 tháng ở nha khoa. Cô đã chuẩn bị đi cưới chồng và hôm nay thì cô đây cũng rất vui và cô đây có đôi lời muốn nhắn gửi các bạn, thì các bạn nghe cảm nhận của cô đấy trước, trong và sau cái làm. Vâng, xin mời các bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình đã liên lạc được 18 tháng rồi và hôm nay là ngày tháo mặc cài. Trong quá trình nhận thì tuy là có một chút đau đớn nhưng mà tất cả mọi thứ đều được đền đáp vào một cái nụ cười rất là tỏa sáng, và mình chỉ hối hận rằng là mình không niềng sớm hơn. Và với cái sự rất là nhiệt tình và thân thiện của nha khoa Minh Châu thì mình rất là yên tâm khi lựa chọn nha khoa Minh Châu là địa điểm để làm răng ạ. Vâng, đấy là những gì cảm nhận từ đáy lòng của cô đấy. Và bây giờ tôi muốn các bạn xem cái hình ảnh ban đầu của cô đấy một chút. Cô đấy bây giờ cũng không dám nhìn lại cái răng của mình nữa, vì ngày xưa thì so bây giờ thì nó hơi khác biệt. Bây giờ cô đã đẹp hơn rất nhiều. Vâng, đây là răng ngày ban đầu của cô đấy. Vâng, và đây là cái hàm ban đầu, hàm trên của cô đấy. Vâng, và đây là hàm dưới của cô đấy. Vâng, và bây giờ em cười lên một chút để cho khán giải của VTV Đài Truyền hình Việt Nam có thể chứng kiến một chút để xem lại hình ảnh. Vâng, đây là hàm trên ban đầu ạ. Vâng, và đây là hàm cuối cùng ban đầu. Vâng, xin chào các bạn. Nếu các bạn đang quan tâm về đường răng thì hãy inbox hoặc comment cho tôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.